Vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổng thầu EPC, tư vấn và các đơn vị thi công tại nhà máy điện nhiệt điện Thái Bình 2. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Petro Việt Nam cho biết, các phương án giải quyết phần việc dở giang đã được làm rõ về phạm vi công việc và chi phí, có biện pháp cụ thể để cơ cấu lại, giao cho nhà thầu đủ năng lực thực hiện. Theo đó, Petro Việt Nam đã giả soát, tính toán chi phí cần thiết để triển khai, hoàn thành dự án vào cuối năm 2022, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2. Tiến độ và đường găng các công việc được các bên thống nhất xác định mức cụ thể và mức độ chi tiết. Cụ thể là sẽ đốt dầu tổ máy 1 vào ngày 23 tháng 2 năm 2022 và hòa vào lưới điện vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022. Đốt than lần đầu tổ máy 1 vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, phát điện thương mại tổ máy 1 ngày 30 tháng 1 năm 2022, đốt than lần đầu tổ máy 2 ngày 26 tháng 9 năm 2022 và phát điện thương mại vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng gợi mở việc tổ chức làm 3K và chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, người lao động về điều kiện sinh hoạt, thu nhập, có hình thức động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, nỗ lực thi đua rút ngắn tiến độ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải chuẩn bị sớm tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực để có thể sẵn sàng vận hành nhà máy khi đi vào hoạt động phó thủ tướng cũng lưu ý cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân để đảm bảo đời sống cho người lao động liên quan đến các kiến nghị của dự án phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu bộ công thương bộ công an bộ kế hoạch đầu tư và tỉnh thái bình phải toàn lực hỗ trợ dự án trong thời gian nhanh nhất đặc biệt chú ý đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên của dự án nhà ở phải đạt chất lượng có đầy đủ khuôn viên và hạ tầng tốt nhất cho người lao động